Mà anh vẫn chưa nhìn thấy cái khuôn mặt, hình hình khuôn mặt nó như thế nào đâu. Anh phải soi lại phát nữa nè. Đây à? Ừ. Anh thấy ai có như kiểu có hai kìa. Trong hai con mắt. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đâu cái gì em bảo cái gì nhỉ? Trên vách đá kìa, trên vách đá đó là vua vua cái kìa. Đâu? Có cái gì? Có hai vị Phật, hai vị Phật trên đấy. Cái gì? Phật. Hai vị Phật này có như kiểu nó có hai đầu đê đê ấy. Nó có vua vua ấy. Đâu? Đâu? Anh chả thấy chỗ nào thì em chỉ cho anh phát nào. Anh nhìn thả như có hình vuông ra đá trên kia. À. Hình vuông á? Ừ. Nhìn cái bên này chả như cái mặt bên này. Anh nhìn thả màn trên kia, cái màn mà đá có như kiểu nó có hình vuông ấy. Thì sao bên này anh vậy? Anh nhìn đấy không? Anh nhìn đấy không? Anh đấy, nhìn đấy, 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 bên này này. À, đây gì? Đấy, nhìn cái mặt thật. Nhìn cái mặt kia đây á? À? Ừ. Tôi gọi là mặt gì? Chưa là bố ai gọi là hai vị thần đó. Hai vị thần á? Nhưng có người đấy không? Đó, bằng đá trên đấy nhỉ? Cái gì? Bằng đá? Ừ. Ở đây là vách đá trắng đúng không? Đúng. Đấy, anh chứ không hiểu lắm. Hai vị phần đấy là thì cái anh ấy cũng chạy ở bên kia, nó mới chạy đến đây, nó về trên này. Ở đấy là có hai vị thần. À, có hai người trên đấy mà. Có hai người á? Ừ. Người thật hay người giả? Nhưng mà em lên đấy bao giờ chưa? Chưa là bố ai kể, bố ai chỉ cho em trên đấy. Bố em chỉ trên đấy? Ừ. Nhưng mà ở xóm này có ai lên đấy chưa? Trên đấy sao lên được, trên đấy góc kia phải có Flica lên chứ. À, thế bây giờ, thế hôm nào anh phải mua cái Flica anh bay thử đấy xem có phải là hai cái tượng Phật bằng đá. Đúng rồi. À, bố em bảo thế. Đúng rồi. Ở chỗ cái vách đá đấy. Nghe ra ai vẫn bảo thế mà. À, ngày xưa các cụ bảo thế. Bây giờ nó vẫn ở trên đấy. Nó vẫn ở trên đấy. Ở trên chỗ vách đá này. Nghe kể là hai vị phần trên đấy chứ là chính bên kia kìa. Ở đâu? Ở bên vách đá mà trả về kia kìa. À, ở cái vách đá trắng trắng bên kia. Ừ. Nhưng mà sao bay lên đây được? Em chịu. Em Hồng em kể là các cụ ngày xưa kể lại cho bố của em Hồng trên cái vách đá này này là có hai bức tượng Phật bằng đá đúng không? Đúng. À, ngày xưa là ở cái vách đá ở chỗ cái khe hẻm Thu Sản kìa. Đấy, nhưng mà lại bây giờ lại tự nhiên lại lên trên này được. À, đây là gọi là chắc là truyền thuyết, không biết là thật hay là giả nữa. Hôm nào phải làm cái flycam bay thử lên. Đây chỗ này đứng trên này. Đây, hôm nay mấy anh em rủ nhau lên nhà em Hồng chơi kìa, em Hồng đội mũ xanh kìa. À, đang làm thợ ở nhà mình. Là buổi chiều nay là rủ nhau lên nhà em Hồng chơi. Đến đoạn này thấy em dừng lại, em bảo trên này có hai trên cái vách đá này. Có hai bức tượng bằng đá. Thấy bố em kể như thế. Bố em cũng nghe lại của các cụ ngày xưa. Là như vậy. Nhưng mà anh vẫn chưa nhìn thấy cái khuôn mặt, hình hình khuôn mặt như thế nào đâu. Anh phải soi lại phát nữa nè. Anh vừa xem mà vừa quay lại cho mọi người xem. Em đứng hẳn lên đây em chỉ cho anh cái. Anh đứng ở dưới này. À, đây zoom nha, đâu? Đúng cái chỗ ngón tay em chỉ gì? Đâu xem nào. Hình khuôn mặt à? Đứng ở góc này có chuẩn không? Chuẩn. À, cái khuôn mặt to bự luôn à? Anh nhớ khuôn mặt này, như kiểu nó có cái gì đen đen trong đấy. Đấy hai đầu ấy. Sao anh chả nhìn đâu đây, em chỉ đứng lên em thò tay em chỉ vào đúng chỗ màn hình cho anh xem nào. Đây, chỗ này này. À, đây à? Ừ. Anh thấy ai có như kiểu có hai cái đen đen trong đấy không? Hai cái đen đen trong đấy à? Ừ, trong này này. Trong này thấy chưa? Trong hai con mắt. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ đúng rồi, hình như em chỉ vào đây chỗ màn hình này. Chỗ cái ngón tay này này. Đúng rồi. Đây đây cho mọi người xem này. Đấy đây đây. Đấy. Đây 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 đấy, đấy mọi người nhìn thấy không? Đúng chính xác thật. Hình à, bên này một cái nữa, bên này một cái nữa này, bên này một bức nữa này. Là 2 này. Là 2 đúng rồi. Ôi nhỉ, sao lại họ mà lại viết được nhỉ, nhìn rõ chứ này, nhìn này. Đây này, hai bức tượng Phật này. Đây này cho mọi người xem này, chính xác luôn này. Ô đây này đây. Ơ nhỉ. Đấy, nhìn giống lắm nhưng không biết có phải không. Trên đấy à. Hai họ là ai cũng bảo trên đấy là hai vị phần đấy là vợ chồng này. À đúng rồi, đúng cái khe đá đấy, zoom lại này. Đây này đây. Chính xác luôn.
Đấy, đây đấy đấy mọi người nhìn xem này, đúng chính xác luôn, nhìn này, đây một người đứng này, một người ngồi này, đây bên này là người ngồi này đúng không, đây là đây bên này người ngồi này, ngồi tựa lưng vách đá này, người này đứng này. Ô, chuẩn phết đấy anh Cương ơi, chuẩn chính xác đấy. Anh lại đây xem này, đây 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 đây, nhìn rõ luôn. Em không tin, bây giờ mới zoom lại, đúng rồi này, zoom lại căng màn hình này như này này, chính xác luôn này, anh có nhìn thấy không? Không nhìn thấy gì cả. Đây, đây này, đây này nhá, đây này em zoom lại, đây này, đây này đây nhá, em zoom lại cho anh xem này, đây đây, đây chả là nhìn những người tựa vách đá đây đúng không? Tay zoom quá, này đấy, đây đây bên này người nữa này, đấy đây này đang tựa lưng ở đây này, giống không? Được đấy. Chính xác nhỉ? Tài lao. Không tin thôi nhá. Bây giờ nhìn thấy đây là zoom lại. Đấy. Đấy nhá. Chỗ này đúng là view đẹp đấy. À có đi đâu về cò? Có đi đâu về đấy? À đi chăn dê à? Thôi đi anh em đi tiếp đi. Hôm nay mới được mãi anh mới nhìn thấy, zoom lại mới nhìn thấy, mắt thường không nhìn thấy đâu. Nhá. Đứng đây phát nhìn thấy luôn. Mắt mình kém quá nhỉ. À đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ nhìn lại là thấy rồi. Đúng rồi. Anh em nào lên đây alo vào kênh nhá. Mình đưa đi lên đây xem miễn phí luôn. Đi tiếp đây. À, lên lại đang đi lên nhà em Hồng. À, hẹn mọi người ở clip sau đang trên nhà em Hồng nhá. Đi đi tiếp đây.